Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký, cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình AirDrop nhận 700 token Kitty. Chương trình AirDrop này giao 2 nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mà tôi đang start chatbot. Mình đã có hướng dẫn các bạn chatbot câu 1. Con này nó có hai giọng thôi các bạn. Rồi bạn bấm join AirDrop. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join nghiêm túc kênh seller mới đã join rồi nè. Rồi mới đắp lên nè. Tiếp tục join tiếp kênh seller nè. Đã làm rồi các bạn. Tiếp tục các bạn copy hashtag này và tweet tag ba người bạn mình vào các bạn. Rồi trên Twitter các bạn like nè. Qua trên trang cho tweet nè. Con này gấu 2. Tweet lên nè. Sau đó mở info nè. Tiếp tục follow follow Facebook nè. Instagram Medium Reddit nè. Thì câu 1 mình đã làm rồi các bạn. Câu 2 mình nên kiểm tra đã thôi các bạn. Medium hình như lót không được hết. Trên Medium nó thì bạn không cho follow nha bạn. Tiếp tục subscribe cái tít nè. Cái đít hình như đã gọi luôn. Rồi trên cái đít bạn bấm vào tham gia cộng đồng nha bạn. Rồi tiếp tục bắt đắp lên nè. Các bạn join vào kênh seller nè. Tiếp tục follow Twitter cho retweet cho tweet nè. Trên Twitter nó thì các bạn tìm cái bài của nó nha các bạn. Bài gạo 2 nè. Like nè. Tweet lên nè. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Bấm vào Deezer nè. Rồi các bạn nút trang các bạn. Phone, smartphone. Để chiếc điện thoại. Rồi các bạn dùng đầu tiên bằng địa chỉ email các bạn vào nè. Chatbot nè. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ với BNB Samachan Pet 20 trên với chocolate nè. Ồ, BNB tăng lên 302 đi à. 300 đô cho một tôi tăng các bạn. Tiếp tục submit link profile tại Twitter mình nè. Thì bạn nhấn cho ba kênh cùng, nhấn vào một hồ sơ nữa, bạn nhấn cho ba kênh cùng, nhấn vào chia sẻ nè. Rồi bạn sẽ chép liên kết nha bạn. Rồi sau đó các bạn dán vào đây. Tiếp tục bạn submit link retweet nè. Thì gửi link retweet thì bạn qua Twitter các bạn chia sẻ cái bài các bạn đã chia sẻ với hashtag nha bạn. Để tôi cho nó nè. Bài này chứ không chắc bài này quá. Tiếp tục hỏi follow Facebook của mọi em hoặc nè. Tiếp tục gửi đường link profile Facebook nè. Thôi các bạn, để mình lấy cái đường link profile Facebook mình chút nữa. Trên Facebook các bạn nhấp là mũi tên lên nè. Nhấp vào avatar của mình nè. Các bạn nhấp vào ba cánh cùng nè. Các bạn sao chép đường link Facebook nha các bạn. Đây là chatbot nè. Tiếp tục họ có bấm ai hoặc nè. Tiếp tục gửi đường link Instagram mình nè. Các bạn nhấp vào Instagram mình nè các bạn. Càng làm nhiệm vụ thì càng nhiều thì tôi càng nó càng có giá trị cứ có độ các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình nha. Chút khác. Rồi các bạn nhấp vào ba cánh cùng nè. Oh. Sorry các bạn. Rồi, các bạn copy cái đường link Instagram mình nha các bạn. Đây là chatbot nè. Tiếp tục bấm My Health Sonnet nè. Submit Interlink Minimum nè. Thì các bạn nhấp vào Minimum nha các bạn. Không có gì khó hết. Dòng 1 nó bắt mình vuốt tin tầm lum hết đơn. Dòng 2 này nó không bắt thì cũng đỡ chút xíu. Và các bạn nhấp vào ánh đen đen nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình nha các bạn. Minimum lock khá là chậm luôn. Rồi nhấp vào ảnh avatar mình cái nữa nè. Rồi các bạn nhấp vào ba cái anh cùng nè. Các bạn sao chép đường link Medium mình nè. Rồi về lại chatbot nè. Cho nó lock đi. Rồi nó có get it thầm bấm my health net nè. Tiếp tục gửi đường link get it nè.
thì các bạn nhấp vào mục edit các bạn, bạn đầu cái edit in the RAM mình cái edit chỗ này nè, trên cái edit nhấp ba gạch cùng nè, nhấp vào ảnh avatar của mình nè, nhấp vào ba gạch cùng nè, copy đường link cái edit nè, rồi bấm my help net nè, rồi bấm my help net nữa nè, tiếp tục bấm vào menu nè, tiếp tục bấm my balance để check số cần nè. Ok, mình đã dàn được 35 đô tốc cần có hiệu lực Kitty nè. Vậy các bạn việc lên ghép chia sẻ trong bè những người thân để kiếm tôi cần nha các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.